Máy bán hàng tự động cung cấp bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 này là của hãng Wellness for Humanity. Dịch vụ này sẽ giúp hạn chế sự tiếp xúc giữa mọi người, đồng thời mang lại sự thuận tiện hơn cho người dân khi có thể tiến hành xét nghiệm ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Theo công ty, phương pháp xét nghiệm nước bọt RT-PCR mà hãng cung cấp này cho kết quả chính xác đến 99%. Giá cho một bộ dụng cụ là $119. Người dùng chỉ cần đăng ký trực tuyến, nhận mã vạch và hiển thị trước máy quét của máy bán hàng tự động. Vài giây sau bộ dụng cụ sẽ xuất hiện, kết quả sẽ có trong 1 đến 2 ngày. Kế hoạch của chúng tôi là cung cấp khoảng 1.000 máy bán hàng tự động trong vòng 3 đến 6 tháng tới trên khắp nước Mỹ. Chúng tôi sẽ lắp đặt tại các địa điểm công cộng như tàu điện ngầm, cửa hàng tạp hóa, trung tâm mua sắm hoặc sân bay. Trước đó, các máy bán hàng tự động tương tự cũng đã xuất hiện tại Hồng Kông, Trung Quốc và Vương quốc Anh.